Chào bà con nha, hôm nay có về mấy con máy tiện rồi con. Đây máy tiện nhỏ nè. Trước tiên là máy tiện này cũng nhỏ nhỏ đâu. Máy tiện này cũng cỡ 8 tấc à. 8 tấc đây. Máy tiện này cũng cỡ 8 tấc. Đầy đủ đồ rồi con. Đa số là bao phao bà con có về làm lại vô tơ nha. Đây, cốt nó khoảng 4 mấy à, 49. Lỗ 49. Đây máy tiện ở đây. Tên nó đây. Kawai Tico. Nó là Kawai Tico khoảng 8 tấc. Khoảng 8 tấc thôi. Quay ra nhẹ nhẹ nhẹ. Nó nhẹ nhàng rồi con, đầy đủ đồ. Đây con thứ hai đây, đi carai con sai nè, con thứ hai khoảng 1 mét mấy ạ, này khoảng 1 mét mét hai, cái băng này khoảng 1 mét 2. Băng con này còn có mét 2 nè. Cái lỗ thì dạng lỗ 49 thôi, không lớn. Đây là Isekai nè. Mấy chục năm mà thấy nó còn mới chứ ta. Này khoảng mét 2 nha. Con nó nhẹ không? Không còn nhẹ nhàng. Yoga còn nhẹ chỉnh độ luôn nè. Con này băng khoảng 1 mét 2. Chích me rồi còn nguyên đẹp, chích me còn đẹp quá nè. Tươi. Ít xài sao chích me còn trắng quá nè. Này khoảng 1 mét 2. Ở đây con này khoảng 1 mét 8, 1 mét rưỡi nè. Con này có 1 mét rưỡi. Con thứ ba có 1 mét rưỡi. Aurora xe băng. Con này là 1 mét rưỡi nè con, băng 1 mét rưỡi nè. Này là Majat Yugon gì nè. Này là lỗ 60. Băng khoảng 1 mét rưỡi, 1 mét 6 vậy nha. Còn nhẹ nhàng luôn. Chiếc me vẫn còn đẹp luôn nè. Con nó xài giết me còn đẹp lắm nè. Mấy tiền Nguyên Cú. Lỗ 60. Mùa cây này đủ con này có 1 mét 6 á. Cái này hả? Chiều dài băng 1 mét 6 á. Tính chiều dài của băng á. Rồi ba con. Con thích nợ luôn đó. Là Majat Yugon nè. Con thứ hai là Isekai. Con ba là Kawai Meiji nè. Đó ba băng nhỏ thôi, băng 8 tấc. Rồi bà con có nhu cầu luôn nha, 0886356707.